Chào tất cả mọi người đến với kênh của xưởng đồ gỗ Mộc Nội Thất nha. Thì hôm nay Mộc xin review cho mọi người cái mẫu lim đen tay 11 Minh Quốc Đào. Và mẫu này Mộc đang chuẩn bị giao đi cho khách ở Bình Phước nha mọi người. Và các mẫu này thì Mộc bán rất là chạy nha mọi người. Thì cái mẫu thì lâu rồi không quay thì hôm nay quay lại cho mọi người coi. Tại vì có cái bộ này thì vẫn nó đẹp với mọi người, nên quay cho mọi người coi nha. Cái bộ lim đen này thì nó chạm Minh Quốc Đào. Và tay cột như Mộc nói là tay 10, nhưng mà Mộc làm dáng của bộ tay 12 nên cái dáng ghế của nó rất là to nha mọi người. Mọi người thấy à, nó rất là to và cái tay ghế là Mộc làm quấn cong á, làm rất là cao cấp luôn. Và chất liệu của nó là gỗ lim đen 100% hay còn gọi là gỗ muồng tím, gỗ me tây, hay người miền Tây người ta còn gọi là gỗ còng đó. Và bộ này giá của nó chỉ có 14 triệu 500 một bộ thôi nhé mọi người. Và mặt của nó là nguyên tấm dày 2,2 phân và cực kỳ cứng nha, nên cái mặt của nó rất là giá trị. Và mấy cái này ấy, bạn để ý này, bạn có thể dậm nhảy thoải mái. Và cái cây này mọi người để ý này, cái đường kính của nó ngang mày 50, 60, 70 như thế này ấy, là nó phải sống 5, 60 năm rồi nó mới có cái cây lớn như thế này để làm mặt nha. Và tựa ghế thì mộc chạm tứ lân là long lân quy phụng. Và tấm tựa này thì dày 2,5 phân và cực kỳ cứng luôn nha mọi người. Và các nét chạm mà mọi người để ý cái loại lim đen này mộc sơn rất là kỹ nha mọi người. Các nét chạm mà sơn cực kỳ đẹp luôn. Và mọi người phải lúc mà khi mọi người ghé, nếu mà mọi người có dịp mà mọi người ghé xưởng mộc ấy, là sờ rất là láng mịn luôn nha mọi người. Đó. Và vân cực kỳ đẹp luôn. Vân này là vân tự nhiên của nó 100% nha. Đó, và các yến chạm viền thì bây giờ mộc đã chuyển qua chạm vi tính rồi nên nó rất là sắc nét luôn. Và một bộ như thế này giá trị 14 triệu 500 một bộ. Giá bao gồm sơn xịt hoàn thiện và miễn phí vận chuyển tận nhà cho mọi người nha. Và cái bộ này là Mộc đang giao đi Bà Rịa thì phải. Xin lỗi mọi người nha, tại vì một số bộ ấy là bộ này là Mộc quay trước đây là quay 2-3 tuần rồi. Nên thường Mộc không có nhớ rõ các đơn hàng đi với mọi người. Nên nhiều khi Mộc chỉ nhớ khoảng tần tần nào mà Mộc nói mọi người giao thôi. Còn nếu mà muốn chính xác lại thì Mộc phải lật sổ lại cơ. Nhưng mà nhiều khi lười mọi người nên quay cho mọi người không nói tên khác thì nhiều khi mấy anh chị thông cảm cho Mộc nha. Và mọi người để ý này, cái mẫu của nó lim đen này ấy, thì vân của nó không phải là vân lúc nào nó cũng đẹp. Thì nó cũng có cái bộ vân quằn quại nhưng mà cũng có bộ vân nó chút chút thôi. Đấy, chứ không phải là bộ nào nó cũng đẹp xuất sắc hết nha mọi người. Đó, nhưng mà các bộ ấy thì nói chung là mộc làm ấy thì mộc sẽ phơi cây kỹ cho mọi người. Và các vân này ấy thì sẽ có loại xuất sắc và có loại thường thường. Thì nhưng mà các tất cả của nó đều là đúng chất là gỗ lim đen 100%. Không phải bất kỳ loại gỗ gì khác nha mọi người. Vân cực kỳ đẹp luôn. Tay cột chân ghế, viền ghế này tất cả đều là gỗ lim đen hay còn gọi là gỗ muồng tím, gỗ me tây nha. Và bộ này giá của nó chỉ có 14 triệu 500 thôi. Và mọi người để ý cái loại này thì bạn có thể xài khoảng 20-30 năm nó không bao giờ nó hư đâu nhé mọi người. Còn đây là một bộ mộc giao cho nhà khách khác nữa. Mọi người để ý cái bộ này mộc bán rất là chạy luôn. Thật sự là thời gian trước, tháng trước là mộc làm bán không kịp luôn á. Nên mộc không có quay lên nữa. Bởi vì quay sợ khách đặt làm không kịp, người ta lại chửi mộc. Đó. Thì cái bộ này mọi người để ý này. Bạn để ý cái loại mà bộ chèm tay 10 ấy, mộc bán giá có 7 triệu 900 ngàn thôi. Và bộ này là giá tới 14 triệu 500. Nghĩa là giá của nó gấp đôi so với cái loại gỗ chèm bình thường rồi. Nên cái loại này xài nó rất là tốt rồi nha mọi người. Còn nếu mà mọi người muốn xài tốt hơn ấy, thì mọi người chỉ xài gỗ gõ đỏ thôi. Thì một số khách ấy, gỗ gõ đỏ thì của Mộc bán tới 26 triệu 600. Thì một số khách người ta không có đủ điều kiện người ta xài. Thì người ta xài bộ lim đen như thế này. Để kê đô nhà bạn xài, bạn kêu là một bộ gỗ vip như thế này giá chỉ 14 triệu 500. Và như Mộc nói nhé, bộ này về tỉnh thì người ta có thể bán trên 20 triệu là chuyện bình thường nhé mọi người. Đó. Bởi vì Mộc bỏ xỉ thôi là Mộc đã bỏ xỉ mười mấy triệu rồi. Thì về tỉnh nữa là cái phí mặt bằng này, nên nhiều cái chi phí nó phát sinh lên. Thị trường người ta bán một là một không mà. Nên cái giá người ta phải bán khoảng tầm 20 triệu hơn. Đó. Còn mua của Mộc thì giá tận xưởng nên giá cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có 14 triệu 500 một bộ thôi. Đó mọi người thấy vân rất là đẹp luôn nha. Cực kỳ sắc nét. Và nó không có tặng kèm kiếng đâu nhé mày chế nhá. Cái kiếng này là ăn khách ăn lắp thêm của Mộc nhá. Kiếng này nếu mà lắp thêm ấy thì là
nó là 500 ngàn đó, cắt thường thôi nha mọi người đó, cắt để lên 500 ngàn. Còn rẻ mộc ấy, thường mộc nó không đáng kiếm bởi vì một số khách ấy, đi cứ so rẻ dò rẻ mình làm mắc thêm mấy trăm ngàn, khách lại kêu sale mắc hơn mấy trăm ngàn so với bên kia, nên về sau mộc không có cắt kiếm nữa luôn. Khách nào thích cắt thì tự đặt, còn anh chị anh đặt thêm mộc là cái kệ tivi đấy, nhưng mà anh xe anh không có quay. Kệ tivi này gỗ đinh hương ngang 2m2, 6,1 triệu, nó một bộ rất là đẹp nha mọi người. Vân này vân tự nhiên, và cây này ấy, xài gỗ lim đen này ấy, xài nó rất ít con ngót nha mọi người, rất ít con ngót luôn, nên mọi người xài có thể xài 20-30 năm thì nó không bao giờ nó hư nha. Và xin báo kích thước sơ qua cho mọi người luôn, là cái băng ghế dài ấy là nó dài 1m97, chiều sâu từ đằng trước ra đằng sau là 0,72. Hai ghế đơn của nó thì nó ngang là 0,86, chiều sâu từ đằng trước ra đằng sau là 0,72. Bàn của nó thì dài 1m29, chiều ngang của nó là 0,65, còn hai cái đôn vuông là 0,52 vuông. Và chất liệu của bộ này là gỗ lim đen 100%, hay còn gọi là gỗ muồng tím, gỗ me tây, là loại này nhé mọi người. Và bộ này của nó là riêng cái mặt bàn mặt ghế là gỗ lim đen làm dày nguyên tấm 2,2 phân. Và chất vân của này là vân gỗ tự nhiên nhé mọi người. Mộc có làm một clip về phân biệt vân gỗ thật, vân gỗ giả, thì Mộc cũng lấy clip lấy cái chất gỗ này Mộc phân biệt ấy, thì mọi người có thể coi nha. Và giá của Mộc là giá tận xưởng sản xuất nên giá cực kỳ rẻ luôn. Mộc giao hàng tận nhà, bạn nhận hàng kiểm hàng xong Mộc mới nhận thanh toán. Còn như Mộc nói nha, hàng không đúng chất lượng hoặc là sản phẩm giao hàng bạn kêu sản phẩm của bên mày làm xấu quá, chất lượng làm gì không coi được như một cục gì đó, thì bạn có thể gửi trả lại hàng cho Mộc được thoải mái. Và Mộc sẽ không tính bất kỳ khoản phí nào của bạn nhé mọi người. Đó, chứ không phải là giao tới bạn không lấy, Mộc tính tiền ship của bạn là không có. Nếu mà hàng hóa Mộc giao tới tận nhà bạn, cho dù ở xa cơ mấy, thì nếu mà bạn thấy sản phẩm của Mộc không đẹp hoặc là không ưng ý, bạn có thể gửi trả lại cho Mộc được thoải mái nhé. Trả về Mộc cũng không tính bất kỳ khoản phí nào của bạn hết nha. Đó, Mộc sẽ quay chi tiết lại cho mọi người coi cái mẫu này. Thì cái mẫu này Mộc quay ở tận trong xưởng luôn nha mọi người, trong xưởng của Mộc luôn. Thì mẫu này là Mộc giao từ trong xưởng giao đi luôn. Đó thì Mộc quay lại cho mọi người coi về bộ lim đen tay 11. Đó. Nhưng Mộc nói là cái tay của nó là tay 11 nhưng mà cái chân của nó là chân 12 nha mọi người. Mọi người thấy là vân cực kỳ đẹp nha. Vân rất là đẹp luôn. Một số khách hàng đặt Mộc á, nhiều người người ta đặt bộ tay 14 hay gì á, người ta kêu là cái loại này là chất vân của nó thì nó đẹp nên ăn thích vậy thôi, chứ về cái độ gỗ độ này nó gỗ nó cứng ấy, thì nó không có cứng đâu nhá mọi người, tại vì cái gỗ này ấy, như Mộc nói này nó còn thua cái gỗ mà chèm rừng nữa, nghĩa là nó không có cứng bằng, nhưng mà được cái là gỗ nó rất là dai, và nữa là nó ít co rút đó, nên xài vân cực kỳ đẹp luôn. Hôm bữa khách của Mộc một người người ta mua ở đâu á kêu về là mua một bộ gỗ hương, mà thực ra là chất cây của nó, người ăn đấy ăn mua bộ hương tay 12 mà 30 mấy triệu, nhưng mà chất cây của nó cũng là chất cây gỗ lim đen này thôi nhé mọi người, là ăn bị lừa mọi người đó. Nhưng mà cái loại này như mọi người thấy không, sơn rất là đẹp luôn, nhìn như mun sặc, mun sặc luôn nhé mọi người, vân rất là đẹp. Và nếu mà mọi người coi màu với mọi người có thể coi bộ tay 12, 14 Mộc sẽ đính kèm phía dưới để mọi người coi và tham khảo về cái loại chất cây này nha, gỗ lim đen nha. Rồi nếu thấy clip của Mộc hay thì nhớ đăng ký channel bên xưởng nhà Mộc để tham khảo các mẫu bên xưởng nhà Mộc và của khu làng nghề Mộc, là làng nghề đồ gỗ Hố Nai nha mọi người. Chào tất cả mọi người nha.